Chào bác. Chuyên xe đạp bên em hôm nay có hai đơn, một đơn đi Lâm Đồng, một đơn đi Khánh Hòa, một đơn đua Java giá 9 triệu và một đơn địa hình đơn hin giá cũng 9 triệu. Thì hiện tại em đang ở đua cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Đua Java giá 9 triệu đi Lâm Đồng và địa hình đơn hin giá 9 triệu đi Khánh Hòa. Em gửi hai bình hàng nhé.